rồi, cơm trắng gạo lài. Đi vô. Cơm chiên trứng rau củ. Anh sẽ cho thấy cái này. Đi đại đi. Đi đi gần ngồi. Cái gì? Khúc quế nhá. Rồi, đi tới, đây ta quay cái này, quay đồ ăn. Chút nữa ăn xong cái lấy viên thuốc nhất này nè. Đỡ cái gì? Cái gì? Ấy, đúng rồi, được rồi, nãy em đi ngồi nó được. Xúc xích nướng. Xúc xích nướng. Rồi. Đây, xúc xích nướng. Đùi gà chiên sốt ba vị. Đùi gà chiên sốt ba vị, anh cho vô cái thang này. Đùi gà chiên sốt ba vị nè. Anh nói em phải nói. Mình đã lặp lại. Chân gà hầm sốt. Rồi. Chân gà hầm sốt. Heo xào sốt. Heo xào sốt maca. Cá hấp chanh ớt. Cá hấp chanh ớt. Tiếng Thái Lan và tiếng Việt nha, có được trang hoàng. Cá hấp chanh nớt. Cá hấp chanh nớt. Anh đọc tiếp đi em. Rau sốt, sốt dầu hào. Đây, rau sốt dầu hào. Cũng như rau xào của mình vậy đó. Mì ống gà. Nuôi mì ống gà. À. Chỉ có vậy thôi, ở Thái mình chỉ có vậy thôi. Bắp cải xào. Nhưng mà tất cả đều có ớt nha quý vị. Rồi, đây là hàng trái cây. Đây, hàng trái cây. Rồi, lấy đồ ăn đi. Để họ ta ăn rồi hết. Đây, trái cây tráng miệng. Cơm. Sáng. Đây, chè. Chè Thái. Rồi. Rồi. Còn lần này nữa nè. Hai nhà hàng rộng lắm, mà bữa nay như đoàn đi ít. Hay sao? Tôm hâm xài, canh chua nướng heo, súp bắp. À, nhà hàng rộng bao la luôn. Mở cửa dựng. Ăn hủ tiếu thì ngoài kia uống chả cá gà đồ đó ngoài đó. Dạ. À, bún chả cá là hết ý rồi. Đây, chị thứ năm. Rồi, tới giờ ăn rồi. Bà chị thứ 8. Đây, bà chị thứ 7. Đây, anh thứ 7. Ra lấy hết ngủ ngoài đó, tôi muốn ăn không? Không có cay không? Không có cay đúng không? Đây, mình đã quay các thức ăn bên Thái xong, giờ mình quay sơ lược lại buffet. Ai thích ăn gì thì lấy cái đó. Bún chả cá ngoài ngon lắm kìa. Thôi ăn bún mà hồi nào đói bới miếng cơm vô. Quay hoài vậy dễ nhiêu thôi nè. Quay trở lại. Cơm chiên trứng với xúc xích này, chỉ biết ăn vậy thôi. Này gì? Rào húng quế gá. Gá, húng quế gá chứ gì đó. Rồi, món cơm của Việt Nam.